À, rồi Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú ha. Thì video ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4, thì bên nhà em cũng mới về thêm một số cái mẫu điện thoại cũ giá tầm trung á. Thì mong rằng anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà cảm thấy ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Địa chỉ bên em là đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Nếu mà anh chị nào ở gần địa chỉ này á thì có thể đến trực tiếp nhà xem máy, test máy luôn nha anh chị. Còn ở xa thì bên em có ship code toàn quốc cho anh chị ha. Thì anh chị nhận hàng sẽ kiểm tra hàng, test máy trước với thanh toán nha anh chị. Kiểm tra cảm thấy ok thì mình nhận hàng, mà nếu mà cảm thấy không ok, không giống như những gì em quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Rồi đầu lai em cũng xin giới thiệu cho anh chị luôn ha. Con đầu tiên là một con dòng thấp trước nha anh chị. Dòng thấp trước em còn một con dòng Samsung J4 cộng này, màu xanh dương nha anh chị ơi. Con này thì bản RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Anh chị mua về xài mấy cái ứng dụng nhỏ như là nghe gọi, Zalo, YouTube ha. Xài được hai sim nha anh chị, hai sim và một thẻ nhớ. Con này em để là giá cho anh chị là 800 ngàn ha. Còn một con duy nhất luôn nha anh chị. Còn một con duy nhất em để là giá cho anh chị là 800 ngàn này. Có sạc, ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Còn một con cho nên em sẽ thanh lý giá 800 ngàn nha. Samsung J4 cộng hay còn gọi là Samsung J4 Plus nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung J7 Pro này. Samsung J7 Pro thì màu vàng vàng gold nha anh chị. Thì con này ngoại hình của nó cũng tương đối ok. Đó, máy đẹp nha anh chị. Màn hình AMOLED ha, con này thì màn hình 5.5 inch nha anh chị. 5.5 inch nè. Galaxy J7 Pro, RAM 3 bộ nhớ 32 GB và pin của nó là 3600 mAh nha anh chị. Xài được hai sim và một thẻ nhớ ạ. Rồi giá bán cho anh chị là 1,1 triệu ha. Con này em để là giá cho anh chị là 1,1 triệu nha anh chị. Có sạc, ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ ạ. Samsung J7 Pro nha anh chị. Giá một tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A3s ạ. Oppo A3s màu đỏ nha anh chị ơi, màu đỏ nè. Con này tầm khoảng 95-96% ha. Màn hình tai thỏ 6.2 inch. Oppo A3s bản RAM 2 bộ nhớ là 16 GB nha anh chị. Máy xài được hai sim và pin của nó là 4000 mAh ha. Máy rất là đẹp luôn nè. Rồi con này em đỡ là giá cho anh chị là 1,1 triệu nha anh chị. Oppo A3s giá 1,1 triệu. Có đầy đủ sạc, ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị ha. Oppo A3s màu đỏ. Giá 1,1 triệu nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là em còn một con dòng Huawei Nova 3i. Màu xanh tím nha anh chị. Con này thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 93% ha. Nhưng mà cái màn hình của nó có một chấm phản quang dưới góc nha anh chị ơi. Đây, ở dưới góc của nó này có một chấm phản quang nhẹ ha. Nói chung thì mấy cái này cũng không ảnh hưởng gì đến chức năng hết nha anh chị, vẫn xài ok. Đó, RAM 4 bộ nhớ là 128 GB. Mình có thể mua về xài nghe gọi, Zalo, Facebook, chơi game, chơi các loại game thoải mái nha anh chị. Con này em để là giá cho anh chị là 1,5 triệu thôi nè. Giá 1,5 triệu. Có sạc, ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị ha. Huawei Nova 3i nha anh chị. Màn có phản quang nhẹ ở dưới góc ha. Đó, một xíu dưới này thôi anh em. Thì mình soi kỹ thì mình mới thấy nha anh chị. Còn không thì mình không có thấy gì đâu ha. Đó, dưới góc một xíu thì thôi, giá 1,5 triệu à. Rồi, tiếp nữa là một con dòng Samsung J7 Prime này. Dòng Samsung J7 Prime thì em vẫn còn nhiều nha anh chị, màu vàng gold và màu đen. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB nha. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, pin của nó là 3300 mAh nha anh chị. Nói chung thì full chức năng, không lỗi lầm gì hết ha. Mấy cái dòng này xài rất là cứng nha anh chị. Đó, full chức năng. Giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn này. Samsung J7 Prime có hai màu vàng gold và màu đen nha chị. Giá 1 triệu chẵn. Có sạc, ốp lưng và dáng cương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme C 12 nha. Realme C 12 màu màu xanh dương này nha anh chị, màu xanh dương. Con này bản RAM 3 bộ nhớ 32 GB và ngoại hình của nó tầm khoảng 96-97% ha. Màn hình to 6.5 inch nha anh chị. Và được cái nữa thì con này pin của nó rất là khỏe luôn nha anh chị, pin tới 6000 mAh ha. Realme C 12 này phiên bản Android 10 chấm nha anh chị ơi. Pin 6000 mAh xài rất là lâu hết pin ha. Rồi giá bán cho anh chị con Realme C 12 là 1,7 triệu này.
giá 1,7 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A03s. Samsung A03s màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này tầm khoảng 95% ha. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Đây. Màn hình to 6.5 inch ạ. RAM 4, bộ nhớ 64 GB và pin của nó là 4 pin của nó là 5000 mAh ha. Có vân tay nha anh chị, vân tay ở bên hông này. Ngoại hình của nó trên 95% nha anh chị. Giá bán là 2 triệu chẵn ạ. Samsung A03s nha anh chị, A03s giá 2 triệu chẵn. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung M20. Samsung M20 thì em có hai màu, một là xanh dương, hai là màu đen này, xanh dương và đen nha anh chị. Con này màn hình của nó 6.2 inch ha. Galaxy M20. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32 GB và pin con này cũng là 5000 mAh nha anh chị. Pin trâu cực kỳ luôn ha. Rồi em sẽ test cam cho anh chị nè. Cam trước cam sau ok ha. Rồi chốt giá của Samsung M20 là giá 1 triệu rưỡi nha anh chị, có hai màu, màu xanh dương và màu đen ha, giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi Note 9 nè. Redmi Note 9 màu xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 93-94% ha, màn hình đốt ruồi. Con này màn hình 6.5 inch nha anh chị. Redmi Note 9. Bản RAM 4 bộ nhớ là 128 GB ha. Đây, RAM 4 bộ nhớ 128 GB nè. Con này nó chạy chip là chip Helio G85 nha anh chị. Pin là 5020 mAh ha. Redmi Note 9. Bản RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Con này có hỗ trợ sạc nhanh ha. Tôi sạc Type-C này. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 2 nha anh chị. Redmi Note 9 giá 2 triệu 2. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Redmi Note 9 2 triệu 2 nha anh chị. Máy rất là đẹp luôn này, màu xanh lá nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A02 ạ. Samsung A02 thì hiện tại em còn hai con nha anh chị, hai con hai màu khác nhau ha, một là đen, hai là màu xanh lá. Đó, đen và xanh lá nha anh chị. Ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 94-95% ha. Con này thì màn hình to 6.5 inch ạ. Galaxy A02 này, bản RAM 3, bộ nhớ là 32 GB nha anh chị. Và pin của nó là 5000 mAh ha. Đó, giá bán cho anh chị là 1 triệu rưỡi nha. Samsung A02 giá 1 triệu rưỡi nha anh chị. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Màu đen và màu xanh lá nha anh chị. Đen và xanh lá. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo. Oppo A93 này. Oppo A93 màu trắng nha anh chị. Cái này nó hơi trắng xanh á. Trắng xanh nha anh chị ơi. Ngoại hình của nó tầm khoảng 98% này. Máy đẹp keng, không trầy xước mặt, mặt trước mặt sau luôn nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Ở phía sau còn dán keo này, phía trước cũng còn dán keo luôn nha anh chị. Màn hình Super AMOLED. Con này màn hình tầm khoảng 6.4 inch nè. Oppo A93. Bản RAM 8. Bản RAM 8 cộng 2 nha anh chị. RAM 8 cộng 3 chứ. Bộ nhớ của nó là 128 GB ha. Con này nó chạy phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị. Đó. Oppo A93 màn hình AMOLED rất là sáng đẹp luôn ha. Cam bọng ok, rất là sắc nét này. Rồi em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là 3 triệu tư này. Oppo A93 giá 3 triệu tư nha anh chị. Vân tay hiển thị dưới màn hình luôn ha. Tất cả đều full chức năng nha anh chị. Ngoại hình còn đẹp bóng bẩy luôn. Tầm khoảng 97% ha. Thì anh chị nhận hàng, kiểm tra hàng, test máy. Nếu mà không giống như những gì em quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Đó. Oppo A94 giá là Oppo A93 giá là 3 triệu tư này. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo Reno 5. Oppo Reno 5 em có về màu màu đen xám nha anh chị, đen xám. Con này thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95-96% ha. Máy đẹp keng nha anh chị, máy đẹp keng luôn. Màn hình Super AMOLED. Con này thì màn hình của nó cũng tầm khoảng 6.4 inch ha, 6.4. Oppo Reno 5.
Bản RAM 8 cộng 3, bộ nhớ là 128 GB. Con này nó chạy chip Snapdragon là 720G nha anh chị, 720G. Đó, vân tay hiển thị dưới màn hình luôn ha. Rồi Oppo Reno 5 thì bên em bán giá là 3 triệu 6 nha anh chị. Giá 3 triệu 6. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Oppo Reno 5 giá 3 triệu 6 ha. Máy đẹp cực kỳ luôn nha anh chị ơi, giá 3 triệu 6 nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme 7. Realme 7 nha anh chị, Realme 7 màu trắng xanh luôn nè. Con này thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng trên 95% ha. Màn hình đốt ruồi 6.5 inch ạ. Đây, giới thiệu về điện thoại nè. Realme 7 bản RAM 8, bộ nhớ là 128 GB. Con này nó chạy chip Helio là G95 nha anh chị, phiên bản Android 12 chấm ha. Pin trâu nha anh chị, pin của nó tới 5000 mAh ha, có hỗ trợ sạc nhanh cho sạc Type-C này. Vân tay thì ở bên hông nha anh chị. Vân tay ở bên hông ha. Máy mới đẹp luôn nha anh chị. Giá bán là 3 triệu 2 ha. Realme 7 giá 3 triệu 2 nha anh chị ơi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A52 ạ. Oppo A52 nó có màu xanh nhạt này. Màu xanh nhạt nha anh chị. Ngoại hình tầm khoảng 97 96% ha, 96 97 ạ. Con này chưa reset máy nha anh chị. Anh chị mua thì em sẽ reset lại cho anh chị tất cả luôn ha. Oppo A52 nè. Bản RAM 6, bộ nhớ là 128 GB. Và con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Đó, ngoại hình của nó rất là đẹp luôn nha. Không trầy xước mặt trước mặt sau luôn. Màn hình to 6.5 inch, pin của nó là 5000 mAh ạ. Rồi Oppo A52 là giá 2 triệu 6 nha anh chị. Giá 2 triệu 6 này, có sạc này, ốp lưng và dán cương lực cho anh chị này. Màu xanh nhạt rất là đẹp luôn nha anh chị, 2 triệu 6. Rồi tiếp nữa là một con dòng Vivo. Đây là Vivo Y20 ạ. Màu xanh nhạt. Vivo Y20 màu xanh nhạt. Ngoại hình cũng còn len ken nha anh chị. Con này màn hình 6.5 inch, màn hình giọt nước ha. Ở Vivo 2027 hay còn gọi là Vivo Y20 ạ. RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Pin của nó là 5000 mAh nha anh chị, pin 5000 mAh này. Con này nó chạy chip Snapdragon là 460 nha anh chị. 460, vân tay còn đầy đủ hết ha. Rồi giá bán của Vivo Y20 là 2 triệu mốt nha anh chị. Con này em thanh lý lại cho anh chị giá 2 triệu mốt thôi ha. Ngoại hình còn đẹp cực kỳ luôn nè. Đó, ngoại hình còn đẹp cực kỳ nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A95. Oppo A95 màu trắng ạ. Màu trắng nha anh chị. Máy đẹp lung linh luôn ha. Đó, máy đẹp lung linh luôn, không trầy xước gì hết. Màn hình đốt ruồi, con này thì màn hình cũng là màn hình AMOLED nha anh chị. Màn hình AMOLED 6.4 inch này, Oppo A95. Bản RAM 8 cộng 3, bộ nhớ là 128 GB ha. Đó, con này nó chạy phiên bản Android 12 chấm nha anh chị, 12 chấm. Và nó chạy chip Snapdragon là 662 nha anh chị, Oppo A95 ha. Vân tay hiển thị dưới màn hình luôn nha anh chị. Rồi giá bán của Oppo A95 là 3 triệu rưỡi nè. RAM 8, bộ nhớ là 128 GB nè. Màu trắng nha anh chị, giá 3 triệu rưỡi, có đầy đủ phụ kiện ha. Con này thì hỗ trợ sạc nhanh, sạc 33W nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A16. Oppo A16 thì màu đen nha anh chị. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 90 94 95% ha. Oppo A16 này, bản RAM 4, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị, hàng chính hãng công ty đàng hoàng ha. Anh chị muốn mua về xài test thử tẹt ga luôn nha anh chị. Oppo A16 này. Pin 5000 mAh ha. Con này đỡ lại giá là 2 triệu 2 nha anh chị. Oppo A16 giá 2 triệu 2. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ha. Đó. Còn gì tặng cái gì thì em sẽ thông báo cụ thể nha anh chị. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A9. Oppo A9 đời 2020 ha. Em có hai màu, một là đen, hai là màu trắng này. Trắng và đen nha anh chị. Đó, ngoại hình của nó này.
bóng bẩy luôn ha, không trầy xước gì hết nha anh chị. Màn hình giọt nước 6.5 inch ạ. Oppo A9 đời 2020. À, cái con màu đen là Oppo A9, còn cái con màu trắng là Oppo A5 nha anh chị. Oppo A5. Rồi em sẽ giới thiệu con Oppo A9 trước ha. Oppo A9 thì màu đen này. Đó, ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Bản RAM 8, bộ nhớ là 128GB nha anh chị. Đây, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin của nó là 5000mAh ha. Đó, pin trâu cực kỳ luôn. Chạy chip Snapdragon. Đó, giá bán cho anh chị là 2 triệu 6 nha anh chị. Giá 2 triệu 6, có sạc, ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Đó, pin của nó trâu khỏe. 5000mAh, vân tay còn đầy đủ hết ha. Oppo A9 là giá 2 triệu 6, bản RAM 8, bộ nhớ 128GB. Còn đối với cái con màu trắng là Oppo A5 đời 2020. À, con này thì bản RAM 3 nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 64GB nè. RAM 3 bộ nhớ 64GB và nó cũng chạy chip Snapdragon là 665 ha. Pin của nó cũng trâu nha anh chị, cũng 5000mAh. Vân tay còn đầy đủ hết ha. Rồi con này em để lại giá cho anh chị là 1 triệu 9 nha anh chị. Oppo A5 2020 giá 1 triệu 9. À, cũng đầy đủ phụ kiện sạc, ốp lưng, dáng cương lực cho anh chị luôn nè. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A5s ạ. Oppo A5s màu đen nha anh chị, màu đen. Con này màn hình 6.2 inch nè. À, bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Pin của nó là 4230 ha. Em sẽ khởi động lại xíu nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB. À, anh chị mua về xài ngay gọi Zalo, Facebook, TikTok các kiểu ok nha anh chị. Giá bán cho anh chị 1 triệu rưỡi thôi ha. Oppo A5s là giá 1 triệu rưỡi nha anh chị. Có đầy đủ sạc, ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị ạ. Oppo A5s giá 1 triệu rưỡi nha anh chị. Cam bằng ok. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Vivo. À, đây là Vivo Y15s nè. Vivo Y15s màu đỏ đô nha anh chị. Màu đỏ đô. Con này thì ngoại hình cũng trên 95% ha. Màn hình 6.3 inch ạ. À, bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB nè. Vivo 1904 hay còn gọi là Vivo Y15 ha. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin là 5000mAh. Rồi con em để lại giá là 1 triệu 7 nha anh chị. Vivo Y15 giá 1 triệu 7. À, cũng có sạc, ốp lưng và dáng cương lực cho anh chị ha. Rồi tiếp đến là một con dòng Redmi 9C. À, Redmi 9C màu xanh xanh dương nha anh chị. Con này được cái màn hình lớn 6.5 inch. À, RAM 3 bộ nhớ là 64GB ạ. À. Đây, à, Redmi 9C ha, RAM 3 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Pin của nó là 5000mAh ha. Mọi chức năng đều full nha anh chị, mình xài được 2 SIM và một thẻ nhớ ha. Redmi 9C. Giá bán cho anh chị là 1 triệu rưỡi 50 nha anh chị. Bản RAM 3 bộ nhớ là 64GB này. Full chức năng hết, không lỗi lầm gì hết nha anh chị. Giá 1 triệu rưỡi 50 nè. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung A20s ạ. À. Samsung A20s màu xanh xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. À, con này ngoại hình của nó tầm khoảng 93-94% ha. Màn hình 6.5 inch ạ. Galaxy A20s nè. À, RAM 3 bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Con này nó chạy phiên bản Android là 11 chấm ha. Pin là 4000mAh. Con này nó có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị nhà mình luôn ha. Rồi giá bán của Samsung A20s là giá 1 triệu 7 nha anh chị. Giá 1 triệu 7. Có sạc, ốp lưng và dáng cương lực nè. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung A51 ạ. À, Samsung A51 màu trắng nha anh chị ơi, màu trắng rất là đẹp luôn ha.
con này ngoại hình của nó tầm khoảng 97-98% nha anh chị. Màn hình Super AMOLED nè, màn sáng đẹp nha anh chị, Galaxy A51, phiên bản Android là 12 chấm ha, 12 chấm nè, RAM 6, bộ nhớ trong của nó là 128GB ạ. Đây, RAM 6, bộ nhớ 128GB, và pin của nó là 4000mAh nha anh chị, có hỗ trợ sạc nhanh ha, chỗ sạc Type-C nè, và con này vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị, vân tay còn ok hết ha, full chức năng, giá bán là 3 triệu 3 nha anh chị. Thôi con này em để là giá cho anh chị 3 triệu 2 đi ha. Oppo A51 màu trắng full chức năng đẹp tầm khoảng 97%, giá bán là 3 triệu 2 ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Realme Ser 3i ạ, màu đỏ nha anh chị. Realme Ser 3i. Con này thì hiện tại em tầm khoảng, còn tầm khoảng 5 6 con màu đỏ luôn nha. Được cái thì pin trâu nha anh chị, con này dòng dòng con này pin trâu 5000mAh và màn hình của nó lớn ha, màn 6.5 inch. Bản 32GB nha anh chị, bản 32GB này, và con này nó chạy chip là G70 nha anh chị. Mua về xài ngay gọi Zalo, YouTube, TikTok các kiểu ha. Rồi giá bán của Realme Ser 3i là 1 triệu tư nha anh chị, giá 1 triệu tư. Con này em cũng tặng kèm cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực này. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Huawei Y9 2019 màu đen nha anh chị, con này màu đen. Thì ngoại hình con này tầm khoảng 93% ha, cái kính cam có trai nhẹ nha anh chị, kính cam này có trai nhẹ nhưng mà mình chụp hình vẫn nét nha anh chị. Huawei Y9 2019, bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB này, con này nó chạy chip pin Ryzen là 710 nha anh chị, pin là 4000mAh. Rồi em sẽ chụp hình ha, cam sau này, cam sau nét nha anh chị, cam trước ok này ha. Rồi giá bán của Huawei Y9 2019 là giá 1 triệu tư nha anh chị, màu đen. Giá 1 triệu tư ha, con này em có sạc và một cái miếng dán cương lực tặng kèm cho anh chị ha. Rồi cuối cùng là một con dòng Oppo A54 ạ. Oppo A54 thì em có màu xanh xám nha anh chị, màu xanh xám này. Con này ngoại hình của nó trên 95% ha. Màn hình đốt ruồi 6.5 inch nha anh chị. Đây. Oppo A54, bản RAM 4, bộ nhớ là 128GB này, con này nó chạy phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Pin trâu khỏe 5000mAh. Vân tay ở bên hông ha. Oppo A54 nha anh chị, vân tay bên hông này. Rồi giá bán cho anh chị là 2 triệu 6 nha anh chị. Oppo A54 là giá 2 triệu 6. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nhà mình ạ. Rồi thì em sẽ kết thúc video ở đây ha. Thì anh chị cô chú nha mình xem được con nào cảm thấy ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này luôn cũng được nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.